Anh chàng này vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại. Đột nhiên chiếc điện thoại đứng im khiến anh ta ngã xuống sòi. Mà tại sao nó lại đứng im giữa không trung? Thanh niên cố gắng cách nào cũng không lấy được. Rồi cứ thế điện thoại bay như một con chim. Chuyện lạ này cũng xảy ra với người khác nữa. Tất cả ai dùng điện thoại đều bị cướp đi khó hiểu. Rốt cuộc là khắp nước Ấn Độ đang xảy ra chuyện gì đây? Thậm chí tất cả điện thoại trong cửa hàng cũng bị lấy mất trong phút chốc, khiến đất nước trở nên hỗn loạn. Đến cả cái điện thoại của siêu tiến sĩ Fujika cũng bị lấy đi. Hàng tỷ người dân Ấn Độ tấp nập đi khiếu nại việc mất điện thoại. Mà kỳ lạ thay, các mạng viễn thông cũng không truy tìm được định vị của nó. Giám đốc công ty viễn thông trở về nhà mà không biết rằng đám điện thoại đã âm thầm bò theo ông. Đột nhiên ông bật dậy thấy mình bị bao quanh bởi căn phòng điện thoại. Lúc này ông ta sợ hãi cố hết sức dùng tay tách chiếc điện thoại ra, nhưng không có tác dụng gì. Đột nhiên nhiều loài chim xuất hiện trên màn hình điện thoại. Anh ta nảy người không hiểu chuyện gì, điện thoại cứ vậy di chuyển áp sát, cuối cùng biến thành gió cuốn quanh người. Một chiếc điện thoại cắm thẳng vào miệng người đàn ông, vô số điện thoại khác nối đuôi nhau chui vào người qua miệng. Cuối cùng người đàn ông phát nổ mà chết. Sáng hôm sau, lập tức cảnh sát mời tiến sĩ Hương, người con mình, đến điều tra. Qua phân tích, người máy xinh đẹp phát hiện ra nó là những mảnh vỡ của điện thoại. Tiến sĩ Phu xác định hung thủ chính là điện thoại. Ông rất thông minh, về nhà gắn chip vào chiếc điện thoại Nokia. Nhờ vậy mà khi bị lấy đi, ông phát hiện ra nơi mà nó đến. Ngay lập tức, tiến sĩ Phu lái xe đến khu vực này. Quả nhiên đã phát hiện ra ở đây có hàng tỷ cái điện thoại. Chúng bay trên trời, y hệt như một đàn chim khổng lồ, rồi biến thành một móng vuốt phá hủy các trạm phát sóng. Phải chăng chúng quá căm giận với cước di động ngày càng tăng cao? Sau việc này, tiến sĩ phù hợp với chính phủ lập tức đề xuất để người máy bất tử ra tài. Nhưng do sức mạnh của người máy vẫn đang nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Dưới sự phản đối của tiến sĩ Zero, các nhà lãnh đạo cấp cao chỉ đồng ý sử dụng quân đội chiến đấu, mà không biết rằng đây chính là một sai lầm chết người. Ngay lập tức, trên bầu trời bố trí toàn là máy bay, dưới đất là xe tăng và đại bác cố gắng xây dựng khôi phục hệ thống viễn thông Việt Tèo. Cùng lúc đó, hàng ngàn chiếc điện thoại âm thầm tràn vào xe tăng và máy móc, điều khiển xe tăng tự khai quả loạn xạ. Các binh lính sợ hãi bắn nhau, phá hủy hết tất cả dự án trạm phát sóng. Ai bảo chúng mày tăng giá cước di động lắm vào? Hiện ông bộ trưởng thông tin truyền thông đang ở nhà, thì cái điện thoại đính kim cương của ông bày đến, giả ông ta một cái rồi chui tọt vào người. Khi mang tới bệnh viện thì cũng vừa lúc ông ta tắt thở, bởi vì chiếc điện thoại đã phá hủy hết bụng của ông ta, rồi cứ thế chui từ bụng ra ngoài. Trên màn hình cũng xuất hiện một con chim kỳ lạ, mà tất cả việc này thủ tướng đều chứng kiến. Ngay lập tức ông gọi điện cho tiến sĩ, cho phép người máy ra tài. Tiến sĩ nở nụ cười đắc ý. Phía bên ngoài, con chim khổng lồ một lần nữa lại xuất hiện. Quân đội nổ súng không kích nhưng không có tác dụng gì. Chiếc xe bọc thép và đệ bát bị nhắc lên như đồ chơi. Sức tàn phá của con chim này quả thực quá là khủng khiếp. Một chiếc móng vuốt đã có thể tóm gọn nhiều người, kéo bay lên bầu trời và thả họ xuống. Đúng lúc này, người máy xuất hiện, anh ta giăng lưới khổng lồ, kịp thời đỡ lấy nhóm người đang rời. Đại bàng đảo mắt xong về phía anh ta, người máy đưa tay mình tấm lưới níu chặt lại. Đại bàng không kịp tránh đã bị mất lưới. Không ngờ nó dùng mỏ xé thủng tấm lưới này, biến thành vô số điện thoại bao quanh người máy. Kẻ nguy diện nhanh chóng phá vỡ vòng dây, bay ra. Điện thoại di động lại biến thành một bóng vuốt lớn truy đuổi. Cuộc truy đuổi diễn ra ác liệt, phá hủy rất nhiều tòa nhà. Khi phóng sang bên này, điện thoại lại biến thành đại bàng lần nữa. Người máy vội vàng nhảy vào xe bọc thép, khởi động tên lửa bắn ra liên hồi. Không ngờ đại bàng có khả năng phục hồi đáng kinh ngạc. Tiếp tục bám sát phía sau người máy, bay vòng ra đón đầu, há miệng đã nuốt chửng cả người lẫn xe. Trong thời khắc quan trọng trong bụng đại bàng, người máy khởi động bánh xe hủy diệt, kích nổ bình xăng phá hủy con đại bàng thành ngàn mảnh. Giống nghĩ rằng cuộc chiến đến đây là kết thúc. Không ngờ người chim này giống như phượng hoàng bất tử, đống đổ nát bắt đầu tập hợp lại, mà điện năng của người máy đã dần cạn kiệt. Xem chừng tình thế nguy cấp vô cùng, anh ta cố gắng tìm nguồn điện ở trạm vệ tinh. Rất may con đại bàng bị chặn lại đó, dường như có một bức tường với sóng điện từ ngăn cản nó lại. Cuối cùng nó chỉ có thể tức giận bay đi. Sau khi nghiên cứu, tiến sĩ phát hiện vệ tinh này đã phát ra một loại năng lượng mà nó có thể khống chế đại bàng. Họ sử dụng điều này để tạo ra một chiếc xe phát ra năng lượng tương tự. Sau đó tìm nơi đã từng xuất hiện đại bàng. Ngay lập tức đại bàng cũng đã xuất hiện. Nhanh chóng nó bị năng lượng sống của chiếc xe khống chế. Sức mạnh của đại bàng cứ như vậy bị tiêu hao. Cuối cùng toàn thân bị sụp đổ, chỉ còn lại một quả trứng. Quả trứng nở ra biến thành một người điện thoại di động. Anh ta nói với người máy, đây là trận chiến giữa tôi với con người, tốt nhất anh đừng nhúng tay vào ngăn cản. Người máy tò mò, rốt cuộc tại sao người chim lại hủy diệt con người. Người chim liền kể lại tất cả câu chuyện. Khi còn bé, ông vừa sinh ra đã chết yểu. Khi các bác sĩ đang chuẩn bị mang thi thể đi, đột nhiên có một con chim bay vào từ cửa sổ, dường như có linh tính. Nó liên tục mổ vào bụng cậu bé, kết quả là cậu bé sống lại một cách thần kỳ. Từ đó về sau, cậu bé có một liên kết kỳ diệu với con chim. Con chim cũng rất thân thiết với cậu bé, thậm chí còn xây tổ khí trên quạt cằn. Cậu bé lo lắng cánh quạt sẽ làm con chim bị thương, đặc biệt rút dây điện ra. Sau này ông ấy đã dành cả cuộc đời bảo vệ loài chim, cho đến một ngày các
loài chim bắt đầu chết đi. Một cách kỳ lạ, trứng của chúng cũng yếu dần và giảm đi số lượng, mà nguyên nhân do một số lượng lớn các trạm phát sóng di động gây ra. Thế là ông ấy đã tham gia cuộc biểu tình trước cửa các công ty viễn thông, nhưng nó không hề có tác dụng. Không còn cách nào khác, ông ấy đành phải đi khởi kiện vì bức xạ sóng di động đã vượt quá ngưỡng an toàn. Không ngờ quan chức đã câu kết với công ty truyền thông bưng bít hết. Nhìn những con chim ngày càng chết đi nhiều trong rừng, toàn là xác của chúng. Ông ấy rất đau lòng, ngã quỵ xuống bên mộ lũ chim. Cuối cùng, ông leo lên cây cột điện với lòng đầy oán hận, buộc một cái dây thành nút thắt để tự tử. Một lát sau, linh hồn ông ấy từ từ thoát ra khỏi thể xác. Cứ thế trở về với khu vườn, linh hồn loài chim từ dưới đất hiện lên, nhanh chóng tập hợp lại quanh ông ấy, tập hợp tất cả năng lượng để lại cho ông ấy. Đó tính là nguyên nhân ông có khả năng điều khiển điện thoại như vậy. Ông muốn loài người chấm dứt sử dụng điện thoại, nhưng trong lúc hai người nói chuyện thì tiến sĩ đã sửa xong xe phóng năng lượng. Ông cho bật hết công suất tấn công đại bàng. Trong lúc đại bàng dùng dãy đã làm bị thương kẻ hủy diệt, hiện nó hỏng mất bộ phận CPU. Người máy Lina thấy vậy liền tháo của mình lắp sang kẻ hủy diệt. Cũng là lúc bên này xe bắn năng lượng của tiến sĩ bị đại bàng kéo lên trời. Đúng lúc nguy hiểm thì kẻ hủy diệt đã trở lại giữ xe thêm một lúc. Quả nhiên đã bắt được địa bàn quá thân vào một chiếc ổ cứng. Tại hội nghị, các lãnh đạo đã khen thưởng ba người có công, nhưng điều này đã khiến anh bạn giáo sư ghen ghét. Buổi tối, anh ta lén lút vào phòng thí nghiệm muốn thu hút người chim làm việc cho mình, liền lấy chậm ổ cứng chứa người chim mang đi, rồi dùng xe năng lượng của giáo sư giải phóng cho người chim. Hôm đó khi tiến sĩ tỉnh dậy, phát hiện ra không gian xung quanh toàn là điện thoại, một khuôn mặt lớn từ từ hiện ra. Anh ta không thể ngờ người chim nhanh như vậy đã có thể thoát ra. Người chim chiếm luôn thân xác của giáo sư ra ngoài đường phố, thấy người nào dùng điện thoại là đánh, thậm chí là bẻ cổ chết tươi. Trong phút chốc đã khiến đường phố náo loạn. Lúc này người máy chạy đến mới biết rằng nó chỉ là người chim chiếm thân xác của ông. Nên một khi dùng sóng tiêu diệt người nó thì tiến sĩ cũng sẽ chết. Người chim nhân cơ hội xé nát hai tay của người máy, đôi chân cũng bị cắt bỏ và mất luôn cái đầu. Tiếp tục quay sang hất con người máy đi, người chim không có sự khống chế hoành hành khắp thành phố. May là những con robot đã thừa hưởng từ tiến sĩ, mang kẻ hủy diệt về tiến hành lắp ráp lại, lắp chân chiến đấu xây dựng một mạng neuron mới, chèn chip siêu hủy diệt. Cuối cùng kẻ hủy diệt 2.0 đã được ra đời. Nhưng phiên bản này có vẻ rất dâm dê đê tiện, vừa ra đời đã muốn cởi áo hấp dương luôn nữ người máy Lina. Lina miễn cưỡng phải hứa giết xong người chim mới cho chán. Không những thế, còn làm ra thêm một đống kẻ hủy diệt tương tự. Còn lúc này, người chim xuất hiện trong sân bóng đá, đang khống chế điện thoại thành của tất cả mọi người ở đây. Người đầu tiên hắn giết chính là tên giáo sư đã thả hắn bằng cách phóng ra năng lượng đốt thành tro. Mọi người hoảng loạn chạy trốn, nhưng người chim đã dùng dây điện thoại chặn tất cả lối ra. Lần này nó muốn giết tất cả 80.000 người ở đây. Rất may lúc này người máy xông vào, người chim hút điện thoại biến thành vô số viên bản, còn người máy biến thành vô số súng máy, xả đạn điện cuồng phá hủy những người điện thoại kia. Chỉ một lát sau, toàn bộ điện thoại ở đây tan nát. Không ngờ người chim kêu gọi lại đại bàng trấn vệ, trực tiếp xông về phía người máy. Người máy rất nhanh biến thành một quả cầu lớn, sau đó vừa bắn vừa lăn liên tiếp về phía đại bàng, khiến đại bàng không có cách nào tiếp cận người sắt, lại biến thành một cái lồng chim chụp lấy đại bàng, rồi cứ vậy xả súng từ bên trong. Đại bàng rất thông minh, chia nhỏ cơ thể trốn thoát ra khỏi, rồi biến trở lại thành người điện thoại khổng lồ. Người máy cũng không thể thua kém, biến thành cục 500 hút tất cả sắt thép xung quanh, rồi nhanh cũng trở thành người sắt khổng lồ. Hai người sau khi biến thân thì lâu vào đánh nhau, nhưng hai người này quá ngang sức ngang tài, đánh nhau một hồi không biết ai hơn ai. Nhưng xem chừng đánh lâu thì người máy sẽ bị hết điện, còn người chim lại có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc. Nhờ vậy nhanh chóng người máy bị đuối thế, bị người chim giả cho bóng cháy ngùn ngùn. Hơn nữa lúc này người máy đã sắp hết điện, cuối cùng bị tách ra thành từng cơ thể nhỏ, lần lần bị người chim xé nát từng người. Rồi người chim lùa hết 80.000 người ra giữa sân, hắn muốn dùng sóng năng lượng giết hết một lượt. Đúng lúc này người máy nhỏ cỡ chim bồ câu xuất hiện. Tiếp theo vô số người máy nhỏ cỡ chim bồ câu đến đây. Đây chính là người máy phiên bản 3.0. Chúng đe dọa sẽ giết bồ câu nếu nó ra tay. Vì yêu thương loài chim nên để bạn chỉ đành đầu hàng. Lina đồng thời thả ra thêm hàng vạn người máy bé xíu này nữa. Chúng biến thành điện thoại nhập luôn lên người để bàn, đồng thời sạc lại điện cho kẻ hủy diệt. Người chim bay ra khỏi người tiến sĩ, lao về phía người máy định giết, nhưng lại bị người máy đe dọa với bồ câu. Cứ như vậy những người máy nhỏ dẫn nhiều người chim đến tham dị tình. Người chim không nghi ngờ gì đuổi theo bằng được. Đến khi rơi vào bẫy muốn thoát ra thì đã quá muộn. Bên phòng điều khiển, kẻ hủy diệt tăng hết công suất, thành công tiêu diệt người chim hoàn toàn. Nhờ vậy tiến sĩ cũng được hồi phục trở lại. Tiến sĩ kiến nghị thủ tướng giảm xây dựng vệ tinh điện thoại di động để bảo vệ loài chim. Còn người máy và Lina đã được bên nhau tha hồ xúc thang theo kiểu người máy. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nhớ like và subscribe nhé anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt anh em.